rơi nước mắt trước những ngày tháng bệnh tật cuối đời của Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh. Có thể nói, Tây Du Ký là một trong những bộ phim truyền hình Trung Quốc được khán giả Việt Nam yêu thích nhất. Sau 40 năm lên sóng, phim đến nay vẫn được tái chiếu nhiều lần, gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả, đặc biệt thế hệ 8X. Sa Tăng là một trong ba đồ đệ phò tá Đường Tăng Sang Tây Trúc Thỉnh Kinh. Người đầu tiên đảm nhận vai diễn này trong Tây Du Ký là cố nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ. Trong số 4 huynh đệ, Diêm Hoài Lễ và Mã Đức Hoa là thân thiết nhất bởi họ có rất nhiều cảnh quay cùng nhau. Lục Tiểu Linh Đồng cho biết có lẽ vì không gặp được Mã Đức Hoa nên khi ra đi Diêm Hoài Lễ đã không thể nhắm mắt. Khi Mã Đức Hoa đến bệnh viện, biết mình tới muộn, ông đã bật khóc thảm thiết. Lục Tiểu Linh Đồng nghẹn ngào kể, khi tôi đến, anh ấy đang được các bác sĩ cấp cứu và thở oxy, dường như không còn tỉnh táo nữa. Trong tang lễ của Diêm Hoài Lễ, Chư Bát Giới cũng không kìm được những giọt nước mắt vì không kịp gặp vị sư đệ của mình lần cuối.